chiến lược thần phục và độc lập thật sự với Điểm Vinh bằng chính sách khôn khéo này, bằng thái độ đại tránh đưa đất nước khỏi vạn sơn băng của Điểm Vinh, giữ yên được cửa ngõ, bằng thái công tên Huy là Mạc Đăng Doanh, quân trưởng của Mạc Thái Tổ, ông lên ngôi 5530 lấy danh hiệu là đại chính, ông có nhiều công lao đóng góp đúng như nhà bác học Phan Huy Chú trong lịch triều Hiến Chương Hoàng Trí đã khắc họa chân dung Mạc Thái Tông, thái độ tính khoan học, giản dị, ông giữ thái độ cấm hạ thấp, đàn bạo, ít việc tạp dịch, nhẹ hiếu quá, bấy giờ được chùa nhà nhà lo đủ trong nước gọi là thời Thái Bình. Ông nắm giữ triều chính trong bối cảnh đất nước còn nhiều đàn bạc và ông nắm giữ các tập đoàn công kiến, Mạc Thái Tông đã khôn khéo trèo lái giữ vững thái độ giảm nhẹ xu thế và tạp dịch, mở rộng công thương, giữ vững an ninh, tạo dựng cho nhân dân một cuộc sống an lành, bình yên, no đủ, ban đêm ngủ không phải cửa không phải khóa, đi ra đường không phải đăng khí dưới đang theo, nhiều năm liền không đăng dân cả bốn biển đều yên. Về văn hóa xong chưa chú? Dạ xong ạ. Khu Mạc Thái Tông đã đào tạo được một bộ ngũ trí thức, khoa học tài năng, tâm huyết của nhân dân Mạc. Quyết định 3517 quyết định ủy ban nhân dân về việc đặt tên phố Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông trên địa bàn đấy. Như vậy cho tới nay cùng với chiến tỉnh thành phố của nước, thủ đô Hà Nội đã chính thức có phố mang tên các vị vua đầu triều người Mạc, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông. Hôm nay không khí tại đây trong ngày 29 chúng ta có mặt tại đây để làm lễ gắn biển đường phố mang tên Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông. Thêm thôi, một lần nữa, thay mặt của sự kiến trúc, buổi lễ thành công tốt đẹp, kiến trúc của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sự học thành phố Hà Nội. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, năm 2015, quận Cầu Giấy tròn 18 năm tuổi. 18 năm qua, lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy luôn quan tâm đến sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và hạ tầng đô thị, đưa quận Cầu Giấy trở thành một đô thị trẻ, văn minh, hiện đại, xanh sạch đẹp. Trong đó, việc đặt tên cho các tuyến phố mới cũng luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận lên phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời. Thank you.